tôi khuyên thầy nên chứng minh câu một ý thức bằng 10 kiến thức là có thật. À, ai vậy? Ủa, bà không biết hả? Anh này là soái ca lạnh lùng của trường mình á. Anh tên là Lĩnh. Cả lớp, là bài kiểm tra của Mô. Gì nữa? Sao cũng thích làm bài kiểm tra quá vậy? Chào cả lớp, đây là hai bạn sinh viên của khóa trên đã được sắp xếp vào lớp MKT8. Ông nghĩ gì? Đi đâu vậy? Chắc là bây giờ tôi với Hồng đi coi anh Lĩnh đi xem tập bóng rổ rồi. Ê, tại nó còn người ta là chứ gì? Thì ta là hoa khôi mà, ai mà chả đổ, đúng không? Làm đi. Nói nhiều.